với Hạ Long gió lộng mây hồng, có phố thờ tranh canh lưng núi, có dài lùa sương mờ tuần châu. Đã lâu anh chưa về, hay là anh giận dỗi em? Gió ơi gió có lộng, mây ơi mây có hồng. Hạ Long mênh mông là thế, để em mê mãi mãi treo. Hạ Long bao sông là thế, để em ngất ngây thuyền say. Hạ Long ru em ngủ trong mặn mỏi quyến rũ vô cùng, để ai khi xa chèo nặng lưới, và một ngày mới bắt
một ngày bình yên trong tôi như thế. Hạ Long ơi, càng say cho nhà cao cao mãi.
hãy lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Anh hằng tha thiết ước mong ngày mai anh sẽ đi về khắp làng quê xây những ngôi nhà tương lai. Dòng sông mắt xanh vòng quanh phố phường và nhiều công trường xây niềm vui mới. Khi bóng đêm trở về rực ánh đèn lên, con cách xa niềm chia cắt thắt đau lòng chúng ta, nhưng không thể xóa được hình bóng em. Dù xa nhau tròn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say xây cho nhà cao mãi. Ôi xin đem tổ quân của ta, hãy lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Ôi xin đem tổ quân của ta, hãy lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị đó chính là Hoa hậu Tài năng Toàn cầu năm 2019, hiện đang là Giám đốc AU Spa 57 Lã Tha, Hà Nội. Vâng, và chị sẽ gửi tới quý vị một tiết mục rất là đặc biệt trong buổi sáng hôm nay, sẽ đem may mắn cho tất cả mọi người cũng như đem may mắn trong buổi lễ ra mắt ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng chào đón Hoa hậu Tài năng Toàn cầu năm 2019, Đào Hiền Thục Anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một tràng tay ạ. Và xin mời cô bé cũng đã là sân khấu. Thưa quý vị, một khuôn mặt khả ái và một tài năng xuất chúng, thưa quý vị. Và thưa quý vị thân mến, theo chúng tôi được biết thì hiện nay có hàng triệu người dân trên đất nước Việt Nam đang theo dõi cái bước đường phát triển của bạn trên cái con đường bạn đã chọn. Ngày hôm nay trước tiên là bạn đã đem may mắn cho mọi người và đặc biệt là cũng đem may mắn cho Nguyễn Chính này. Số 99, một con số rất là đẹp. Hy vọng năm nay được gặp chị Hoa rất là nhiều. Và biết đâu đó là chúng ta đã được một số các dự án ở trên đây đúng không ạ? Một số các biệt thự trên đây đúng không ạ? Xin được cảm ơn thưa quý vị rất nhiều và thưa quý vị thân mến. Và trong cái buổi lễ ngày hôm nay bạn đã đem may mắn cho mọi người cũng như đem may mắn cho buổi lễ. Vậy thì ngay lúc này đây bạn có muốn chia sẻ một điều gì đó với tất cả quý vị đâu? Xin mời bạn. Lời đầu tiên cho em là Thục Anh xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể các quý vị đại biểu và quý vị khách mời có mặt trong buổi lễ dự án ngày hôm nay ạ. Ngày hôm nay thì em thực sự rất là vui khi mà được có mặt tại đây và em mong rằng là lễ ra mắt dự án sẽ thành công rực rỡ và chắc chắn là mong rằng chị sẽ luôn xinh đẹp. Mong chị sẽ luôn xinh đẹp và sẽ mong rằng dự án của mình sẽ có một khởi đầu thật là tốt và sẽ mang thật nhiều. Em ngày hôm nay thì em sẽ mong buổi biểu diễn của em sẽ mang thật nhiều may mắn cho chị cũng như toàn thể các quý vị có mặt trong khán phòng này. Và làm trên cương vị là một giám đốc điều hành của AUSPA tại Hà Nội thì em mong rằng khi mà có một dịp nào đó, có một cơ hội nào đó thì mong toàn thể các quý vị ở đây sẽ đến với AUSPA, nơi mà sắc đẹp và sức khỏe sẽ luôn được chúng em tận tình chăm sóc và chúng em sẽ luôn chào đón tất cả các quý vị có mặt trong khán phòng hôm nay ạ. Và xin được chúc cho Thục Anh ngày một phát triển hơn nữa trên cái con đường mà Thục Anh đang chọn. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Xin được cảm ơn Hoa Hậu. Một lần nữa chúng tôi xin được kết lại là xin được cảm ơn Hoa Hậu tài năng toàn cầu năm 2019, giám đốc AUSPA 57 Lãng Hạ Hà Nội, Đào Hiền Thục Anh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và tiếp theo xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng lên sân khấu để đón với món quà tiếp theo. Chúng ta sẽ được gặp gỡ với ca sĩ diễn viên Minh Luân. Xin mời anh ạ. Vâng, lần đầu tiên cho Minh Luân xin được gửi lời chào trân trọng cả quý vị có mặt trong buổi trường ngày hôm nay ạ. Minh Luân cảm thấy rất là vinh dự khi được đến đây tham dự một buổi lễ rất là trang trọng, một cái dự án quá là tuyệt vời, quá là lý tưởng. Và Minh Luân xin được chúc cho chị Hoa cũng như là anh Nguyễn Gia Thành sẽ thành công được trợ ở dự án này, cũng như là lời của anh mới vừa chúc cho tất cả quý vị là sẽ mang đến tất cả những gì may mắn đến tất cả quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Và không biết có cái nói gì hơn ngoài những lời chúc tốt đẹp dành cho tất cả quý vị và chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, lúc nào may mắn và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị. Và để rất vui trong chương trình ngày hôm nay, mình luôn sẽ được hát một ca khúc truyền tình không dĩ vãng của ca sĩ Tâm Anh. Xin mời các bạn đi cùng nghe. Bye.
cũng mong là những tình cảm này sẽ dành tặng cho dự án đồi thủy sản của chị Hoa cũng như là anh Nguyễn Gia Thạnh. Xin một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Cảm ơn anh Minh luôn và xin mời anh nói lại sân khấu một chút, bởi vì tôi đã đi làm chương trình rất là nhiều rồi nhưng mà rất hiếm khi gặp những người nổi tiếng, và đặc biệt là anh Minh Luân, anh Phan Anh cùng với lại chị Thục Anh, đúng không ạ? Anh Minh Luân thân mến, như vậy là vừa rồi chúng ta đã nghe giọng hát của Hoa hậu toàn cầu năm 2019 Thục Anh, và đó là cái món quà của Thục Anh gửi tới quý vị, cũng như là món quà của anh Minh Luân gửi tới quý vị ngày hôm nay, đem may mắn cho cái buổi lễ ra mắt ngày hôm nay cũng như cho tất cả mọi người. Vậy thì trong cái buổi lễ ra mắt ngày hôm nay, anh ở rất xa xôi từ thành phố Hồ Chí Minh, theo tôi được biết trải qua 2.000 cây số đường xá xô xô quay bước, nhưng anh vẫn trở về đây để dự cái lễ ra mắt ngày hôm nay. Vậy thì xin hỏi anh thấy cái dự án của đồi thủy sản của chúng tôi như thế nào ạ? Xin mời anh có thể chia sẻ một chút về cái dự án đồi thủy sản đúng không ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi rất hay của anh ạ. Và Minh Luân cũng như là anh Phan Anh là những người nghệ sĩ được đi đây đi đó khắp nơi và được biết đến rất là nhiều nơi nổi tiếng và rất là đẹp, những danh lam thắng cảnh ở Việt Nam. Và đặc biệt là ở thành phố Hạ Long này thì Minh Luân cũng được nhiều lần đến đây rồi. Và phải nói là lần đầu tiên Minh Luân đến dự án đồi thủy sản thì cảm thấy nơi này nó có một cái gì đó cuốn hút và có một vị trí rất là đẹp. Là nghệ sĩ và mình được đi đây đi đó nhiều nơi cho nên mình cảm nhận được ngay những cái nơi nào đó mà nó mang lại cho mình nhiều cảm xúc nhất. Và đặc biệt ở đây là khi mà mình đưa hôm qua có đi xem dự án thì cảm thấy xung quanh đều là cái hướng nhìn rất đẹp, và theo phong thủy người ta nói là cái hướng nhìn biển và cái lưng của tự đồi, đúng không ạ, là một cái nơi mà mình nói là sẽ rất là vững chắc và sẽ là một cái nơi để chúng ta an khang thịnh vượng và chúng ta sẽ có nhiều may mắn và trong công việc thì lúc nào cũng được thành công. Đó là những phong thủy và mình luôn cũng có tìm hiểu được, tại vì mình luôn cũng là một người rất là mê bất động sản, rất là thích những cái dự án. Tuy nhiên là mình chưa có nhiều tiền thôi để mà mình được đầu tư khắp nơi. Nhưng mà riêng cái dự án đồi thủy sản này thì mình luôn có nói chị Hoa cũng như là nói với anh Thạnh, thấy em thích dự án này quá thôi, với lại mê xe nữa. Để có ai mà mua nhà, mua đất mà có xe nữa quý vị. Tại sắp tới đây thì Minh Luân cũng mong là có bà xã cho nên là thôi mua chiếc xe đó để dành. Mà bây giờ mình có sẵn xe, mình mua đất luôn và mình có chiếc xe luôn, thì phải nói có một điều mà nói chung là được đứt bò, đúng không ạ? Được vui, được vui đứt bò. Cho nên là Minh Luân có dành cái chỗ mà cái này là G55 á quý vị. Lát nữa quý vị có tham quan thì mong là một trong những vị ở đây sẽ là hàng sớm của Minh Luân sau này nha. Dạ anh Luân ơi, anh Luân này, cảm ơn quý vị. Theo em được biết thì 20 vị khách hàng đầu tiên khi đặt bút ký thì sẽ có một chiếc ô tô. Hy vọng rằng anh sẽ là số thứ 10 hoặc số 7 gì đó, đúng không ạ? Em hy vọng là như vậy. Ông Hoa Minh Luân sẽ dành số 20 thôi, Minh Luân sẽ ngồi canh. Và quý vị ở đây sẽ từ số 1 đến số 19, Minh Luân sẽ dành số 20, không dám cố điểm mắc thợ đâu. Bởi vì biết là những người ở đây là những người những cái vị đại biểu, những người thành đạt và những người rất là thành công cuộc sống rồi. Mình luôn cũng như là anh Phan Anh thì giống như là những nghệ sĩ, mình cố gắng mình tích góp anh hả, rồi mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn. Còn quý vị thì sẽ nhường cho quý vị trước và mình luôn sẽ là người sau, người đến sau, và cũng mong là sẽ được làm hàng xóm cùng tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh Minh Luân rất nhiều và một tràng pháo tay để cảm ơn Minh Luân. Chúng tôi được biết thì biệt thự đồi thủy sản Hạ Long, nói đúng hơn là đất lành chim đậu. Anh Minh Luân ạ, vâng. Và hy vọng rằng trong năm 2019 và các năm tiếp theo, quý vị ở đây, không những anh Minh Luân và quý vị ở đây, chúng ta sẽ có một phát triển vượt bậc để sở hữu được những biệt thự ở trên đồi của chúng tôi rất là đẹp. Gặp gỡ với chị Hoa Mạnh Thạnh, đúng không ạ? Xin cảm ơn anh Minh Luân. Thưa quý vị, và vừa rồi là chúng ta đã đến với hai món quà của anh Minh Luân và chị Thục Anh trong buổi sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lần nữa xin là hân hoan chào đón các quý vị đại biểu, các vị khách quý, chúng ta đã đến tham dự chương trình lễ ra mắt dự án đồi biệt thự thủy sản Hạ Long. Lần đầu tiên cho phép Nguyên Chính xin được gửi tới tất cả quý vị đại biểu, các vị khách quý, chúng ta đang có mặt tại lễ ra mắt ngày hôm nay, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngày hôm nay tại những ngày hè sôi động tại thành phố biển của Hạ Long, chúng tôi vinh hạnh được chào đón sự hiện diện của quý vị khách quý khắp mọi miền tổ quốc về dự lễ ra mắt biệt thự đồi thủy sản Hạ Long,
và sự hiện diện của quý vị quan khách là niềm vinh hạnh đối với chúng tôi ngày hôm nay. Xin được gửi lời chúc với tất cả quý vị sức khỏe, gia đình hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Thưa quý vị, xin cảm ơn. Và đến dự với buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu, các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Tâm Phúc, giám đốc chi nhánh miền Bắc công ty cổ phần đầu tư 577. Một tràng pháo tay. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Gia Thanh, tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ nhịp cầu địa ốc thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị phối hợp dự án. Và các nhà đầu tư hợp tác đầu tư tại dự án, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Phạm Thị Hoa. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Minh Tuyền. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Trịnh Thị Liễu. Một tràng pháo tay ạ. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Hương. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Phạm Thị Xuân. Thưa quý vị, và về phía khách mời ngày hôm nay, chúng ta vui mừng chào đón sự hiện diện của các nghệ sĩ nổi tiếng. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Hoa hậu Tài năng toàn cầu 2019, giám đốc UA Spa 57 Lãng Hạ, Hà Nội, Đào Hiền Thông Anh. Trân trọng giới thiệu người Anh trong làng nghệ sĩ và cũng là người Anh của tôi ngày hôm nay, đó chính là MC Phan Anh. Xin trân trọng giới thiệu quý vị khách mời tiếp theo, đó chính là ca sĩ diễn viên Minh Luân. Và sự hiện diện của tất cả quý vị cùng hết quý vị khách quý, chúng ta đang có mặt tại buổi lễ ra mắt ngày hôm nay, đề nghị quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón tất cả mọi người ạ. Xin cảm ơn. Và giờ đây sau đây xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hưng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ nhịp cầu địa ốc sẽ lên có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý đối tác, các quý quan khách, cùng các anh em báo đài, toàn thể các anh chị em cán bộ công nhân viên của đó. Thì hôm nay tôi đại diện cho công ty đơn vị phân phối thì nói sơ lược cơ bản về cái dự án của đồ thị sản. Thì cái dự án đồ thị sản của chúng ta là nó 32 hecta, bao gồm là 332 nền biệt thự và nhà phố liền kề. Trong ngoài ra thì còn có những cái khu khách sạn cao cấp, khách sạn 5 sao, khu resort, vân vân, khu trung tâm thể dục thể thao ở đây. Cái này thì chắc thể có thể các bạn nhân viên sale sẽ tư vấn cho quý khách hàng cụ thể hơn. Thì cái này mình tôi chỉ nói sơ lược thôi. Và đặc biệt ở cái điểm nhấn của cái dự án này mà tôi làm rất là nhiều dự án ở đây, là cái dự án chúng ta có một cái địa thế là tựa sơn hướng thị, tựa sơn hướng thị. Cái điểm đó là một cái điểm cực kỳ nhấn. Thật sự về cái cung bất động sản tại Việt Nam mình, về cái đặc thù của bất động sản á, tựa sơn hướng thị là rất là hạn hiếm, rất là ít. Cho nên vấn đề mà để sở hữu được một cái nền đất trong đây á, thì nó cũng là một cái bây giờ thì nó đã hiếm rồi. Nếu mà sau này có khi là những cái hàng ở đây đã sở hữu rồi, có những người sau này có tiền chưa chắc được sở hữu ở đây. Đó, cho nên thành ra là tôi chỉ nói về con sơ ấy về cái đó thôi. Thì hôm nay cũng đại diện cho đơn vị phân phối, đại diện cho các đối tác quân tư, xin gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng, quý đối tác đã có mặt tham dự cái buổi lễ là hôm nay là giữ chỗ và mở bán cái dự án này. Thì dù là thời tiết hôm nay hơi nóng thì mong quý vị hơi thông cảm một tí nha. Hơi cảm ơn. Thì thôi, sau cái bữa tiệc hôm nay thì bên đơn vị chúng tôi cũng như là đối tác tư là có mở cái tiệc nhẹ hôm nay. Thì một lần nữa thì cũng mời quý khách hàng ở lại dùng buổi từ trưa hôm nay. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý vị quan khách, các quý vị khách mời và đến từ buổi lễ ngày hôm nay. Xin khách hàng cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn phát biểu cũng như là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hưng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ và nhịp cầu địa ốc. Xin được trân trọng cảm ơn ông. Vâng, kính thưa quý vị, và sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các vị khách quý, chúng ta hãy cùng dành ít thời gian và chúng ta hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để xem một đoạn video clip giới thiệu về tổng quan về doanh nghiệp cũng như tiểu sử hình thành lập và sản phẩm, những ưu đãi tiện ích của dự án chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta hãy cùng đón xem. Anh hỏi là trong tay đi trước là thế này.
mạnh mẽ vào việc xây dựng một thị trường nhà đất sôi động và ổn định. Mục tiêu phát triển của Nhịp Cầu Địa Ốc là trở thành công ty hàng đầu ở Việt Nam trong các lĩnh vực bất động sản, được biết đến như một công ty môi giới, tiếp thị, phát triển dự án uy tín. Nhịp Cầu Địa Ốc không ngừng nỗ lực trong việc phát triển toàn diện, từ môi giới tiếp thị dự án, tư vấn nghiên cứu thị trường, định hướng đầu tư, phát triển dự án, phân phối tổ chức quản lý, khai thác các cao ốc dự án bất động sản cho các công ty hàng đầu trong và ngoài nước một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Công ty Nhịp Cầu Địa Ốc tự hào là doanh nghiệp triển khai thành công hàng loạt dự án bất động sản trên cả nước với sản phẩm chất lượng và dịch vụ hậu mãi vượt trội. Mỗi năm, công ty Nhịp Cầu Địa Ốc đã trao mái ấm an cư đến hàng ngàn khách hàng, cung cấp hàng loạt sản phẩm chất lượng, sinh lời cao cho các nhà đầu tư cổ đông trong và ngoài nước. Và dự án đang được mong đợi nhất của công ty cổ phần dịch vụ Nhịp Cầu Địa Ốc, dự án biệt thự đồi thủy sản thành phố Hạ Long. Không gian cảnh quan sân vườn sinh thái với quy mô hơn 30 hecta, bao gồm 322 biệt thự được trải dài chạy dọc theo sườn đồi với hình zig zag, kết hợp với hàng cây xanh mát, không khí thoáng đãng trong lành, cách xa khu đô thị, tạo ra một cảnh quan yên bình đến kỳ lạ tại trung tâm thành phố Hạ Long, điều không phải ai cũng sở hữu được. Dự án nằm tại Quảng Ninh, mảnh đất của kỳ quan thế giới, là nơi có đặc khu kinh tế Vân Đồn vừa mới được Thủ tướng phê duyệt, là một trong ba đặc khu kinh tế của Việt Nam. Là tỉnh có cửa khẩu Móng Cái, GDP đứng thứ 3 trên cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nơi có khí hậu trong lành, mát mẻ, được ví như Đà Lạt của miền Bắc. Dự án khu biệt thự đồi thủy sản tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, dự án liên kề con đường huyết mạch nối Hạ Long về trung tâm Hà Nội, lưng tựa núi, mặt hướng biển. Quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn thiện, tiện ích đầy đủ, kết nối dễ dàng. Một mặt nhìn về hồ Ao Cá, hồ Cái Răng, một mặt nhìn đồi thông Lá Kim, một mặt nhìn về trục đường chính của Quảng Ninh, một mặt nhìn ra Vịnh Hạ Long, một mặt nhìn ra đảo Rều, Vipern, đảo Tuần Châu. Ngoài view hồ, view vịnh, view biển, dự án biệt thự đồi thủy sản còn gần trung tâm hành chính thành phố. Khu đất xung quanh có trụ sở phòng cháy chữa cháy đang xây dựng, có các trường học, các trung tâm thương mại. Dự án cách bến xe Bãi Cháy 1 km, cách ga tàu điện 1.5 km, cách bệnh viện Bãi Cháy 1 km, khu du lịch thương mại sinh thái Carina Hạ Long 2 km, công viên sinh thái đại dương Cáp Treo 3 km, khu nghỉ dưỡng cao cấp Vinpearl đảo Rều 3 km, đảo Tuần Châu 4 km, bệnh viện phụ sản 5 km, trung tâm hành chính Hạ Long 5 km, bệnh viện quốc tế Vinpearl 5 km, sân golf FLC Hạ Long 5 km. Với độ cao hơn 30 mét đồi thủy sản, gồm các tiện ích khu thể dục thể thao, bệnh viện, nhà trẻ, y tế, sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, khu resort 5 sao, quy mô 300 phòng, có hồ bơi, nhà hàng Âu Á, đã xây dựng xong phần thô, dự kiến vào quý 1 năm 2020 đưa vào sử dụng, và khu khách sạn 5 sao có bãi đậu trực thăng. Dự án nằm trong khu nhà hàng khách sạn Cái Răng sầm uất, có cơ hội giao lưu kết nối với những doanh nhân cao cấp và các cán bộ lãnh đạo, nâng cao những mối quan hệ chất lượng trong công việc. Dự án tối ưu hóa chất lượng sống với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên không gian cho cảnh quan và công viên cây xanh, hệ thống dịch vụ quản lý đô thị uy tín, chất lượng. Dự án thích hợp để ở, nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lời. Chúng ta đã theo dõi cái clip ngắn vừa rồi. Thưa quý vị, và hy vọng rằng với đoạn clip ngắn vừa rồi thì quý vị chúng ta có được những cái thông tin bổ ích và những trực quan về dự án của chúng tôi ngày hôm nay, và với mong muốn mang đến cơ hội để tiếp cận những chủ nhân tương lai của các biệt thự ở đây. Một lần nữa, và chúng tôi xin được chúc mừng cho những chủ nhân chúng ta đã có những biệt thự đầu tiên trong buổi lễ ra mắt ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, và sau 24 tháng thi công, mặc dù thời tiết khắc nghiệt, mưa gió và địa hình khó khăn, chủ đầu tư vẫn cố gắng bằng tất cả nhân lực và nguồn tài chính mạnh mẽ để hoàn thành vượt tiến độ cơ sở hạ tầng và đã nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Tâm Phúc, đại diện chủ đầu tư, lên sẽ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một trong những khách hàng đầu tiên đã sở hữu căn biệt thự đồi thủy sản Hạ Long.
Và xin mời bà Phạm Thị Hoa sẽ lên nhận giấy chứng nhận. Xin được trân trọng kính mời ông bà. Sở hữu căn biệt thự đồi thị sản Hà Long. Xin chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị, và sau đây ban tổ chức tôi xin phép được gửi tới những món quà tri ân với những đối tác đã ủng hộ dự án bấy lâu nay. Xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu bà Trịnh Thị Liễu, trân trọng giới thiệu sự hiện diện ông Phan Anh, trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Thái, trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hương, trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Nhung và trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Mai, trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Bình, trân trọng giới thiệu ông Trần Công Thành và trân trọng giới thiệu ông Lê Thanh Thị bà Lê Thị Bình, trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Mạnh sẽ lên trên sân khấu để đón nhận món quà tri ân của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Chúng ta đã đón nhận nhiều món quà của ban tổ chức. Đó là những đối tác đã ủng hộ dự án bấy lâu nay. Chúng tôi cũng xin được thay lời cho ban tổ chức. Và chúng tôi xin mời công các bạn có tên hãy lên sân khấu ạ. Trân trọng kính mời bà Trịnh Thị Liễu, ông Phan Anh, bà Trần Thị Thái, bà Nguyễn Thị Hương, bà Vũ Thị Nhung, bà Nguyễn Thị Mai, bà Nguyễn Thị Bình, ông Trần Công Thành, bà Lê Thị Bình và ông Nguyễn Quang Mạnh. Xin mời công bạn có tên trên sẽ lên sân khấu ạ. Và xin được thay lời cho ban tổ chức, chúng tôi cũng xin được bày tỏ lòng cảm ơn với các quý vị đại biểu, các vị khách quý và đặc biệt là cảm ơn những phóng viên của truyền hình VTV3 đã không quản ngại đường xa xa xôi để về đưa tin cũng như chụp hình trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được cảm ơn. Và các lãnh đạo cùng với các lãnh đạo của đài truyền hình. Và xin mời ạ. Chúng tôi sẽ đặt lại một lần nữa. Bà Trịnh Thị Liễu, ông Phan Anh, bà Trần Thị Thái, bà Nguyễn Thị Hương, bà Vũ Thị Nhung, bà Nguyễn Thị Mai, bà Nguyễn Thị Bình, ông Trần Công Thành, bà Lê Thị Bình và ông Nguyễn Quang Mạnh ạ. Xin mời công các bạn có tên trên sẽ lên trên sân khấu ạ. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhịp cầu Địa ốc sẽ lên trao hoa và quà. Xin được trân trọng kính mời ông. Cái thành tích và ủng hộ vào cái dự án của chúng tôi bấy lâu nay. Và ngày hôm nay thành công của dự án cũng là thành công của các bạn. Xin được chúc mừng các bạn. Và xin mời ạ. Xin mời ông Nguyễn Văn Hưng ạ. Vâng ạ, tình cảm của ban tổ chức tôi xin mời công các bạn, chúng ta hãy cùng đón lại sân khấu để ban tổ chức tôi sẽ trao hoa và quà cho các bạn một chút. Mặc dù thời tiết rất là oi bức nhưng ngày hôm nay sự hiện diện của quý vị đại biểu, các vị khách quý đó chắc là niềm hạnh phúc đối với cái lễ ra mắt của chúng tôi ngày hôm nay, cũng như là sự hiện diện của quý vị sẽ là niềm hạnh phúc đối với chị Hoa và anh Thanh. Và xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được mời công các bạn, chúng ta hãy cùng đón lại dây đắt trên sân khấu này để đón nhận hoa và quà của ban tổ chức. Trước thì bây giờ đây chúng tôi rất là mong muốn rằng người anh trong nghề của tôi đó chính là MC Phan Anh sẽ có lời chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Xin mời anh ạ. Xin cảm ơn Chính, nhưng mà anh nghĩ là anh ít tuổi hơn Chính chứ.
mình không muốn già hơn chút xíu nào hết cả. Có khi là bạn cũng vào nghề lâu rồi. Phan Anh xin gửi lời chào đồng nhiệt đến tất cả quý vị quan khách, những nhà đầu tư đã có mặt trong lễ mở bán biệt thự Cổ Thủy Sản ngày hôm nay. Phải nói rằng là Phan Anh rất là vui khi mà có mặt ở đây cùng với tất cả mọi người. Vui thì làm sao, bởi vì là vui là bây giờ chúng ta có cơ hội chúng ta gặp mặt nhau này, mai kia là hàng xóm, có gì còn tối lửa tắt đèn có nhau đúng không ạ? Phan Anh thì ngày hôm nay thì rất tiếc là sẽ không nằm trong số những người được lấy ô tô, hơi buồn một tí. Bởi vì thực ra là cũng đã được chị Hoa với Thạch là đã có những ưu ái từ trước rồi. Thế nên là Phan Anh cũng đã sở hữu đất nền tại đây rồi. Nhưng mà anh cũng xin được cái chia sẻ cái cảm xúc của mình như vậy. Thật sự là rất là bất ngờ khi mà ngày hôm nay đến đây thì quá đông, tức là quý vị quan khách, những nhà đầu tư có mong muốn đầu tư cái dự án biệt thự Cổ Thủy Sản. Nếu mà nói về cái vị trí đẹp như thế nào hoặc là nên mua ra sao thì có lẽ tất cả mọi người ở đây đều có thể là có kinh nghiệm nhiều hơn Phan Anh đúng không ạ? Còn riêng với Phan Anh thì ngoài những cái kinh nghiệm mà đã được các bạn sale á, rót vào tay thì các bạn có rất là kinh nghiệm rồi. Ví dụ như là tượng sơn hướng thủy này, hay là quý vị có thể quan sát xung quanh này, chúng ta có thể thấy rằng là cái đồi thủy sản này là một trong những cái dự án hiếm hoi còn lại, bởi vì đồi núi nó không thể tự mọc lên được đúng không ạ? Nó chỉ còn vài quả đồi ở đây thôi. Một bên chúng ta thấy là Sun Group đã tọa lạc ở đâu rồi, hay là những cái tập đoàn khác đã sử dụng những cái quả đồi nào rồi, thì bây giờ ở đây nó chỉ còn một vài vị trí này thôi. Thế nên là Phan nghĩ rằng là thôi thì kể cả khi mà chúng ta không có cơ hội làm hàng xóm với nhau thì đây cũng là một cơ hội đầu tư rất là tốt. Và Phan Anh cũng xin được chúc cho tất cả quý vị quan khách cũng như tất cả những nhà đầu tư, những người có mặt tại đây, chúng ta sẽ có một cuộc sống thật là hạnh phúc, làm ăn phát tài. Và nếu mà là những nhà đầu tư thì chúng ta sẽ có một khoản đầu tư thật là thành công và thắng lợi. Xin được gửi lời chúc đó đến tất cả mọi người. Này đàn em. Vâng, em đàn em cảm ơn anh Phan Anh rất nhiều. Thưa quý vị, anh Phan Anh ơi, không phải là mình đen đâu, không phải là mình không sở hữu đâu. Em nghĩ là anh sẽ sở hữu, nhưng mà ngày hôm nay anh chậm chân một tí. Anh chậm chân một tí cho nên là không có xe ô tô là đúng rồi. Đúng. Tại vì em nghe tay họ đi sang tay kia, anh đã nói rằng là ngày hôm nay ấy, cái may mắn đó thì anh cần tặng tất cả mọi người. Và anh có nói vui vui một chút xíu là mình không được tặng ô tô thôi, nhưng mà thực ra là mình đã có những cái ưu ái khác, nó còn hơn ô tô một tí. Nhưng mà quý vị cũng có thấy không có vấn đề gì đúng không ạ? Bởi vì mình Phan Anh đã đầu tư cách đây là gần một năm rồi, so với quý vị là mình bây giờ mình đầu tư ạ. Anh em nghệ sĩ mình giàu hết đấy anh nhỉ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin cảm ơn anh Phan Anh. Và bây giờ đây sẽ là món quà tri ân đối với khách hàng là luôn luôn ủng hộ cho dự án của chúng tôi bấy lâu nay. Xin mời ạ. Vâng ạ, và một số quý vị khách hàng chúng ta cũng có mặt ở đây thì ban tổ chức tôi sẽ chuyển những món quà để đến tận tay của quý vị khách hàng đó. Và đây là những món quà tượng trưng thôi ạ. Vâng ạ. Và giải thưởng chúng tôi đang ở dưới kia, món quà chúng tôi đang ở dưới kia. Chúng tôi, ban tổ chức tôi sẽ chuyển những phần thưởng kia đến tận nhà của các anh các chị ạ. Một lần nữa chúng ta hãy giải một tràng pháo tay thật lớn. Anh ơi, anh rất là hiểu. Quý vị có muốn biết trong này là món quà như thế nào không ạ? Đây là một cái món quà mà có thể trị giá hàng tỷ đồng ở bên trong nữa. Bởi vì nó giúp cho chúng ta có một cái không khí ở trong nhà được tốt hơn, chúng ta có một cái sức khỏe tốt hơn. Và quý vị biết rồi đấy, sức khỏe là tất cả. Thế nên là có cái máy làm mát không khí này trong nhà khi chúng ta có thể tiết kiệm được hàng tỷ đồng để cho chúng ta có một cái sức khỏe tốt hơn, về sau không bị bệnh tật, không đến bệnh viện là không có lo gì hết cả. Như vậy là có sức khỏe là có tất cả đúng không anh? Và đây là món quà rất giá trị mà tặng cho anh các chị. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng ạ. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng di chuyển về chỗ ngồi của mình. Và chúng tôi sẽ chuyển quà đến tận tay của các anh chị sau phần lễ ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và sau đây thì chúng ta sẽ đến với một phần cũng rất là quan trọng mà tất cả quý vị chúng ta đến dự, chúng ta rất là mong muốn có những món quà, sở hữu những món quà để cầm về, đó là điều may mắn của quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được thông tin, đối với khách hàng đặt cọc mua dự án trong buổi lễ giới thiệu sáng nay, 20 khách hàng đầu tiên sẽ được tặng ngay một ô tô Honda City. Chúng tôi xin được nhắc lại là đối với khách hàng đặt cọc mua dự án trong buổi lễ giới thiệu sáng nay,
với 20 khách hàng đầu tiên sẽ được tặng một ô tô Honda City. Vâng, đó là chúng tôi xin thông tin với quý vị và chúng tôi hy vọng rằng buổi sáng hôm nay đã có rất nhiều khách hàng chúng ta đã mua được chiếc tăng để sử dụng trên đồi thủy sản rồi và xin được chúc mừng. Và sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần đặc biệt nữa, đó chính là phần bốc thăm trúng thưởng. Thưa quý vị, chúng tôi xin được thông tin về cơ cấu giải thưởng như sau. Phần bốc thăm trúng thưởng gồm có 10 giải ba, đó chính là bình thủy điện, và có 5 giải nhì, đó chính là nồi cơm điện, và có 1 giải nhất, đó chính là quạt hơi nước. Ngay sau đây thì bộ phận lễ tân giúp Nguyễn Chính họp phiếu được không ạ? Xin mời quý vị, chúng ta đã có phiếu bốc thăm may mắn trên tay của mình thì quý vị có thể gọi đỏ ra trước mặt được không ạ? Họp phiếu của chúng tôi, trong họp phiếu có những lá phiếu ứng với số lá phiếu quý vị chúng ta đang cầm ở phía dưới. Xin mời quý vị, chúng ta đã có những lá phiếu rồi thì chúng ta hãy bỏ ra và chúng ta sẽ cùng đến với phần bốc thăm may mắn này. Liệu may mắn sẽ đến với ai trong buổi sáng ngày hôm nay, và nếu như quý vị chúng ta không có may mắn thì chúng ta sẽ có may mắn những cái khác. Vâng ạ, món quà buổi sáng hôm nay sẽ là niềm động viên thôi ạ. Xin mời ạ, bộ phận lễ tân giúp Nguyễn Chính họp phiếu ạ. Một quý vị quan khách ở phía dưới ạ. Người đầu tiên sẽ đem may mắn đến cho mọi người ngày hôm nay là ai đây ạ? Em xin mời một anh hoặc một chị nào đó, chúng ta hãy mạnh dạn là chúng ta giơ tay để chúng ta lên sân khấu để bốc thăm may mắn đúng không ạ? Em xin mời các anh chị ạ, và hy vọng rằng may mắn đó lại về tay của các anh chị thì sao ạ? Vâng ạ, trong khi chờ đợi phía xuống phía dưới, vâng, chỉ được phép tay trái của anh cho vào phiếu đấy ạ. Vâng, anh bốc giúp em 10 lá thăm, 10 lá thăm, rồi ạ. Từng lá một anh ơi, từng lá một xoay đưa cho em, rồi nhất trí ạ. Và em đọc luôn, em bốc ra đâu, anh bốc ra đâu, em đọc luôn ra đấy ạ. Xin được chúc mừng chủ nhân có lá số phiếu 90 ạ. À, chúng tôi xin được thông tin với quý vị là một số quý vị có khách ở phía tầng 2 chúng ta không có ghế ngồi. Chính vì vậy mà bị di chuyển đến tầng 3. Cho nên rằng nếu như cái số này ở trên tầng 3 thì rất là thiệt thòi cho quý vị đúng không ạ? Chúng tôi xin được thông báo lại số mã số phiếu là 90 là thứ nhất, mã số phiếu 90 là thứ hai và mã số phiếu 90 là thứ ba. Vâng, anh giúp mình chính ạ. Vâng, anh mở luôn giúp mình chính là đúng ạ. Và xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, mã số phiếu 34 ạ. 34 là thứ nhất ạ, 34 là thứ hai ạ, và 34 là thứ ba. Chúng tôi xin hủy lá phiếu và xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, 83. Vâng, xin mời chị và chúc mừng chị. Và như vậy là chúng ta đã tìm ra người đầu tiên, đó là số phiếu số 34. Và xin chúc mừng lá số phiếu tiếp theo, 180 ạ. 180, và xin mời anh. Anh chị ơi, anh chị lên thì mang lá phiếu lên đây luôn ạ. Mang lá thăm lên đây luôn ạ. 34 đâu ạ, 34 đâu ạ. 180 đâu ạ. 180 là thứ nhất, 180 là thứ hai, và 180 là thứ ba. Xin được chúc mừng. Và em mời chị đây ạ, em mời chị đây. Lá số phiếu của chị đâu ạ? Bao nhiêu ạ? Rồi, xin chúc mừng chị. Xin chúc mừng lá số phiếu tiếp theo, 29 ạ. 29. 29 là thứ nhất, 29 là thứ hai, và 29 là thứ ba. Bộ phận lễ tân giúp Nguyễn Chính là mời quý vị có khách ở trên khu vực tầng 2, ở trên khu vực tầng 3 di chuyển xuống cầu thang khu vực tầng 2 được không ạ? Để tránh thiệt thòi cho quý vị ạ. Thắng ơi, mời quý vị có khách ở trên tầng 3 di chuyển xuống phía dưới này để giữ cái phần bốc thăm may mắn. Xin chúc mừng mã số phiếu tiếp theo, 96 ạ. Vâng, xin mời anh ạ. Và chủ nhân tiếp theo, mã số phiếu 32 ạ. 32. 32 là thứ nhất, 32 là thứ hai, và 32 là thứ ba. Và chủ nhân tiếp theo xin chúc mừng 108. 108, mời anh ạ. Vừa nãy là 180 đúng không anh? Và 108, xin mời anh, 108. Chúc mừng anh. Và tiếp theo, 167 ạ. 167. 167 là thứ nhất, 167 lần thứ hai, và 167 lần thứ thu phiếu. Và số rất đẹp, số 2 ạ. Ai có lá số phiếu số 2 ạ? Xin mời các anh chị bỏ lá phiếu của mình ra đây ạ. Anh cứ bốc giúp em đây ạ. Số 2 lần thứ nhất,
số 2 lần thứ 2 và số 2 lần thứ 3. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo 184 lần thứ nhất, 184 lần thứ hai. Vâng, mời chú ạ. Vâng, chú ấy nhanh nhanh di chuyển ở đây ạ. Vâng, chú ấy khi nào mà chú đúng là chú rồi, chú ai dơ cao này ô tập to nè. Vâng, chú đây nhá. Vâng, mã số 8 tiếp theo, 188 188. Xin mời anh ạ. Vâng, 188. Và chủ nhân tiếp theo xin được chúc mừng 164 164 164 lần thứ nhất, 164 đâu ạ. Mời anh lên đây ạ, mời anh lên đây ạ. Vâng, còn chần chờ gì nữa ạ, xin mời anh. Và bây giờ là 164 và bây giờ là 163. Ai là chủ nhân của 163? 163 lần thứ nhất, 163 lần thứ hai và 163 lần thứ ba. Vâng ạ. Và xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, 123 123 có khách 163 chúng ta. Bắt đầu ạ, 163. Mời quý vị có khách xuống đây ạ. 123 lần thứ nhất, 123 lần thứ hai và 123 lần thứ ba. Vâng, 2 4 5, mới có 6 7 7 chủ nhân đúng không ạ. Và tiếp theo xin được chúc mừng số mã số phiếu 94 94 94 lần thứ nhất, 94 lần thứ hai và 94 lần thứ ba. Xin được chúc mừng lá số phiếu 85 ạ. Vâng, mời chị ạ. Tôi không hiểu hiện nay là cái giấy ghế vừa rồi là rất là được đất đấy đúng không ạ? Vâng, có 3 người rồi, có 3 người rồi. Đúng không ạ, 94 đâu ạ. Khi mà chúng tôi đã hủy rồi là không được lên đấy nhá. Vâng ạ, nhưng mà đây là khách hàng đầu tiên mà chúng tôi sẽ thương lượng được ạ. Mời các anh chị bỏ lá phiếu của mình ra. Vâng, 2 4 6 8. Vâng ạ, có ai đây không ạ? Còn hai phiếu rồi mà chúng tôi đọc lên sân khấu đã lên chưa ạ? Mã số phiếu tiếp theo xin chúc mừng 119. Cô bao nhiêu ạ? Cô bao nhiêu ạ cô? 85 ạ. Có 85 đúng không ạ? Vâng, xin chúc mừng 119 ạ. 119 lần thứ nhất, 119 lần thứ hai và 119 lần thứ ba. Chúng tôi sẽ hủy lá phiếu này. Và xin được chúc mừng lá số 8 tiếp theo, 149 ạ. 149 149 lần thứ nhất, 149 lần thứ hai và 149 lần thứ ba. Xin được chúc mừng lá số 8 tiếp theo, 199 ạ. 199 199 lần thứ nhất. Lần thứ hai và 199 lần thứ ba. Tôi hủy lá phiếu này ạ. Vâng. Xin được chúc mừng mã số phiếu 194 ạ. 194. Xin mời anh ạ. Vâng, xin mời anh sân khấu. Anh ơi, như vậy là anh chưa có giải thưởng đúng không ạ? Em hy vọng rằng anh sẽ giải thưởng tiếp theo. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã đem may mắn lên 7 lần. Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, và trên sân khấu của chúng ta này đó chính là 10 chủ nhân đã may mắn đạt được giải 3 của chương trình. Giải 3 của chương trình đó chính là Bình Thủy Điện. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời diễn viên ca sĩ Minh Luân sẽ lên tặng quà cho các anh các chị đã đạt được giải 3 của chương trình hôm nay. Xin mời ạ. Cảm ơn ạ. Vậy thì rất là tiện ích, có nước ấm và nước nóng về mùa đông và nước lạnh về mùa hè. Xin được một lần nữa xin được chúc mừng cho 10 chủ nhân đã may mắn đạt được giải ba của chương trình bốc thăm chúng thưởng ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn diễn viên ca sĩ Minh Luân, một tràng pháo tay thật lớn. Anh Luân ơi, cầm phiếu ạ. Anh em đứng bên dưới. Vẫn còn anh Luân ơi, anh Luân vẫn còn nữa.
cảm ơn các anh chị. Xin cảm ơn các anh chị, và xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng di chuyển về ghế ngồi của mình. Thưa quý vị, và trước khi đến phòng bốc thăm trúng thưởng tiếp theo thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng hướng lên sân khấu để gặp gỡ với giọng hát của nữ ca sĩ Ánh Ngọc. Dạ vâng, kính chào các Ngọc và mọi người toàn thể, mọi người kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, kính chúc cho buổi ra mắt của chúng ta thành công rực rỡ. Đêm trăng trên hàng năm, mỉm cười sâu sâu, đêm nay sao gần, sáng khơi đêm cùng trăng. Chúng ta đã sở hữu được biệt thự đồi thủy sản trong buổi lễ ra mắt sáng ngày hôm nay.
Xin được chúc mừng và giới thiệu lên sân khấu bà Nguyễn Thị Hạnh, Hà Đông, Hà Nội. Và xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu bà Nguyễn Thị Hồi, địa chỉ số 24 phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Và xin được chúc mừng và giới thiệu lên sân khấu ông Vũ Tiến Thăng, Hà Nội. Xin mời các ông các bà có tên trên sẽ lên trên sân khấu. Và xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhịp cầu Địa ốc sẽ lên trao chìa khóa, đó chính là một chiếc ô tô Honda City. Xin mời. Xin mời ạ. Nguyễn Thị Hạnh, Hà Đông, Hà Nội. Nguyễn Thị Hồi, số 24, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Và Vũ Tiến Thăng, Hà Nội. Xin mời ba bà có tên trên sẽ lên sân khấu ạ. Dạ, hình như muốn mua mấy căn nữa. Chị Hòa chắc là muốn mua mấy căn nữa, mấy ô tô nữa ạ. Bộ phận lễ tân giúp với chính ở phía trên khu tầng 3. Đây là chị Hạnh, chị Hồi và anh Thăng ạ. Muốn chào bắt tay cho chị Hạnh đầu tiên. Và chị Hồi đâu ạ? Một lần nữa xin được mời chị Nguyễn Thị Hồi và anh Vũ Tiến Thăng. Anh Vũ Tiến Thăng ạ, vâng, chúc mừng anh. Xin mời chị Nguyễn Thị Hồi, số 24 phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Và xin mời anh Hưng ạ, trao chiếc chìa khóa, đó chính là chiếc ô tô Honda City. Và chúc mừng chủ nhân, những chủ nhân đầu tiên đã được sở hữu được biệt thự đồi thủy sản Hạ Long trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho ba chủ nhân. Vâng, thưa quý vị, xin chào, cảm ơn anh Hưng. Một chiếc xe ô tô rất là đẹp đúng không ạ? Theo trị giá của chúng tôi được biết thì chiếc ô tô là trên dưới 10 tỷ đúng không ạ? Vâng, xin được chúc mừng các anh chị rất nhiều. Và mời các anh chị hãy cùng di chuyển về bàn ghế ngồi của mình ạ. Và sau đây chúng ta hãy tiếp tục đến với phần bốc thăm may mắn. Và xin mời bộ phận lễ tân, thắng ơi giúp mời chính. Thắng ơi giúp mời chính. Và xin mời một anh hoặc một chị nào đó, em mời một chị ạ. Vừa rồi là một anh rồi, bây giờ em mời một chị đem may mắn cho mọi người đúng không ạ? Cánh tay có các chị đúng không ạ? Hãy dâng lên sân khấu và hãy lên sân khấu để đem may mắn cho mọi người đúng không ạ? Trên tay và chỗ tay của Thắng lúc này đây đó chính là hòm phiếu. Và trong đây là tiếp tục lá phiếu của quý vị. Quý vị ơi, chúng ta hãy bỏ lá phiếu của mình ra trước bạn nhé. Và xin mời ạ. Các chị ạ, xin mời các chị ạ. Chị nào mạnh dạn lên sân khấu để đem may mắn được cho mọi người đúng không ạ? Vâng. Em mời ca sĩ của em. À, lại là anh. Vâng, xin mời anh ạ. Có lẽ bây giờ em mời ca sĩ của em đi. Em mời ca sĩ của em. Ca sĩ của em luôn luôn đem may mắn để cho tất cả mọi người đấy ạ. Đặc biệt là trong buổi sáng hôm nay. Xin mời ca sĩ Ánh Ngọc sẽ lên sân khấu để đem may mắn để cho mọi người. Ánh Ngọc hãy giúp mình chính làm ra thăm. Vâng, và tôi xin phép được đọc lá thăm đầu tiên, không để quý vị chờ lâu ạ. Vâng. Xin được chúc mừng chủ nhân có lá số phiếu 97. Vâng ạ. Ô, vẫn là cái giấy ghế đó. Được đất rồi ạ. Vâng, xin mời ạ. Xin mời số 97 ạ. Và xin chúc mừng chủ nhân tiếp theo. Phần thưởng này rất là lớn. Ai có lá số phiếu số 2 đầu tiên giơ tay. Số 2 đầu tiên giơ tay. Vâng. Số thứ hai của chị là gì ạ? Số 2? 29 ạ? À, thế ạ? À? Thế thì chúc mừng chị ngồi tại chỗ. Xin chúc mừng chủ nhân 21. 21 và 21 ạ? 21 lần thứ nhất, 21 lần thứ hai và 21 lần thứ ba. Tôi xin hủy lá phiếu đó.
và sẽ được chúc mừng ai là chủ nhân. Chú bao nhiêu đấy ạ? Vâng, chú đi có 10 mét và cho thấy nửa tiếng mới đến nơi ạ. Vâng ạ, xin chúc mừng chủ nhân số phiếu là 7 ạ. Số phiếu là 7 ạ. 7 lần thứ nhất, 7 lần thứ hai và 7 lần thứ ba tôi xin hủy lá phiếu. Và chúc mừng là số phiếu 165 ạ. 165 số 7 đâu ạ? Vâng. Bộ phận lễ tân giúp quy trình là mời các anh chị ở phía tầng 3 di chuyển xuống cầu thang tầng 2 để dự lễ bốc thăm may mắn ngày hôm nay. Phần thưởng rất lớn trong buổi sáng nay, trên 1.000 đồng và dưới 1 tỷ đồng. Đồng về 165 lần thứ nhất. Đâu ạ? Chị đâu ạ? Xin mời chị đây ạ. Vâng, nhanh đây ạ, nhanh ạ. Như vậy là lần thứ hai chúng tôi đã rút kinh nghiệm được rồi và quý vì cũng đã rút kinh nghiệm được rồi. Chúng ta tập trung ở đây rất đông, chính vì vậy mà hầu như là chúng ta đều trúng thưởng hết. Số 7 đâu ạ? Số 7 đâu ạ? 165 là chị 165 đúng không ạ? Và xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo. Chị số 7 đúng không ạ? Xin mời chị số 7 ạ. Xin chúc mừng chủ nhân tiếp theo 71 ạ. 71 71 lần thứ nhất. 71 lần thứ hai. Đâu ạ? Bạn lấy lá thăm của bạn, không phải hỏi ra, bạn cứ đeo trong người đi, bạn lên xin mời số. Và ai có lá số thăm số 2 đầu tiên nữa ạ? Số 2 đầu tiên vẫn là cô đúng không ạ? Và số 5 là số thứ 3. Số 5 là số thứ 3. Vâng, mời bạn ạ. Bạn có biết số thứ 2 của mình là số mấy không? Bởi vì lá số thăm là lá thăm này là có 3 số cơ ạ. 3 số cơ ạ. Vâng, và tôi xin đọc luôn rồi. Số thứ hai đó chính là số 265. Không đúng không ạ? Vâng. 265 ạ. Và xin chúc mừng chị. Thưa quý vị, và như vậy là chúng ta đã tìm được ra đâu ạ? 265 đâu ạ? Hình như là băn khoăn, tôi thấy không đúng lắm, sao di chuyển đến đây rất là lâu. Bạn số đoạn cho được cho nhiều. Vâng, 265 xin chúc mừng chị. Và xin được cảm ơn thưa ca sĩ Anh Ngọc và xin cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Thắng. Thưa quý vị, và trên sân khấu của chúng ta lúc này đây đó chính là 5 giải. 5 giải đó chính là giải nhì của phần bốc thăm may mắn. Đó là nồi cơm điện rất là tiện ích cho gia đình chúng ta. Sau đây thì xin mời người anh trong nghề của tôi, MC Phan Anh. Xin mời anh hãy lên trao phần thưởng này. Thưa quý vị, giải thưởng của chúng tôi đó chính là nồi cơm điện tắc đường giảm béo. Vâng ạ, rất tiện ích cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng cho 5 chủ nhân đã đạt được giải nhì của chương trình. Xin được cảm ơn anh Phan Anh rất nhiều. Một MC rất là điển trai, cảm ơn anh, chúc mừng anh. Và cảm ơn và chúc mừng năm thành viên của chúng ta. Xin được cảm ơn các anh chị và xin mời các anh chị chúng ta hãy tiếp tục di chuyển về chỗ ngồi của mình. Và trước khi đến với phần giải đặc biệt trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại giọng hát của nữ ca sĩ Ánh Ngọc với những ca khúc mà dễ thương nhất để Ánh Ngọc gửi đến quý vị ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức. Ngay. Không vừa. Không vừa. Cái đẩy cho nó vừa. Một trang là những ước mơ, là những khát khao. Phía xưa gió mây lặng lẽ đón thế phơi đầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin cảm ơn nữ ca sĩ Ánh Ngọc. Thưa quý vị thân mến, và sau tiếng hát của nữ ca sĩ Ánh Ngọc thì chúng tôi xin được thông tin lại như sau. Thưa quý vị, với những khách hàng mà chúng ta đã được phần giải thưởng và bạn được chúng tôi tri ân, với những đối tác đã ủng hộ dự án bấy hôm nay và ngày hôm nay không có mặt ở đây, thì ban tổ chức tôi sẽ chuyển đến là món quà đó đến tận tay của những quý vị có khách chúng ta có mặt ở đây trong buổi sáng ngày hôm nay. Và mỗi một khách hàng chúng ta đến dự buổi lễ ra mắt ngày hôm nay, chúng ta đều được nhận những món quà của ban tổ chức, và một chút nữa thì chúng ta hãy cùng di chuyển đến phía dưới để đón nhận những món quà đó. Thưa quý vị, quý vị thân mến, và sau đây chúng ta sẽ thấy với phần bốc thăm tiếp theo trong buổi sáng hôm nay, và đây là một giải đặc biệt của chương trình, và xin mời một phần lễ thật là giúp của chính ạ. Vâng. Thục Anh thân mến, Thục Anh đi đâu đấy? Thục Anh thân mến, ngày hôm nay mọi quý vị có khách đây rất là mong muốn rằng được ngắm dung nhan của Thục Anh lần thứ hai. Chính vì vậy mời Thục Anh lên sân khấu. Và Thục Anh lên sân khấu sẽ, thứ nhất, sẽ đem niềm vui bên trong mọi người. Và cái thứ hai là cũng sẽ đem may mắn, bạn đã đem may mắn từ đầu đến chương trình rồi. Bây giờ đây, xin mời Thục Anh tiếp tục đem may mắn lên cho mọi người tiếp theo. Và Thục Anh hãy giúp Nguyên Chính phần bốc thăm may mắn với một lá thăm duy nhất. Vâng, Thục Anh đem may mắn về cho ai đây? Chúng ta hãy cùng lắng nghe. Xin hỏi, ai có lá số phiếu số đầu tiên, số 1? Số 1 ạ. Rất nhiều đúng không ạ? Vâng. Và ai có lá số phiếu số 1 đầu tiên và số thứ hai là số 3? 1, 3. Xin mời số 1, số 3. Vâng, số 1, số 3 đứng dậy ạ, đúng không ạ? Xin mời chú ạ. Mời hai chú ạ. Mời cùng với chú đúng không ạ? Chú có số 3, số 2 đúng không ạ? Số thứ 3 của chú là số gì ạ? Vâng. Chú đứng nguyên, chú đứng nguyên. Trước tiên là chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho chủ nhân tiếp theo nhé. Số 1 và số 3 ạ. Dành một tràng pháo tay thật lớn đúng không ạ? Nhưng rất tiếc rằng số thứ 3 của chú lại là số 5. Vâng, rất tiếc là số thứ 3 là số 5. Tôi có hỏi ở đây ạ, ai có lá số phiếu là chị của số 3? Là chị của số 3. Không để quý vị chờ lâu nữa, tôi xin đọc luôn ạ. Và số phiếu đây là 1, 3 và 4. 1, 3, 4 ạ. 1, 3, 4. Có ạ. Gọi điện thoại cho người thân này, nhanh lên ạ. Chúng tôi chờ đợi trong vòng 10 giây nữa ạ. 10 giây bắt đầu ạ. Vâng. Hầu như những giải thưởng lớn thì đều những quý vị có khách ở trên tầng 3. Cảm ơn Thục Anh rất nhiều. Cảm ơn bạn đã tiếp tục đem may mắn cho mọi người. Xin cảm ơn Thục Anh. Không ạ. Vâng ạ, xin chúc mừng cô ạ. Cô cho con hỏi là cô tên là gì ạ? Cô đang ngồi ở trên tầng 3 đúng không ạ? Vâng. Lý do gì mà cô lại di chuyển xuống đây được ạ? Do là nhân viên trên kia thông báo là tôi được trúng thưởng giải đặc biệt số 1 ạ. Đặc biệt, không được đặc biệt. Vâng ạ, nhưng mà hiện nay là cái giải của cô nó lại giải 3, chứ không phải giải 1. Vâng. Thế ai thông tin cho cô được giải nhất chương trình ạ? Ai ạ? Nhân viên trên đấy ạ? Để phí cho hỏi nhân viên là ai nhé cô nhé. Nhưng mà giải của cô là giải 3. Vâng, giải 3, vâng. Vậy được giải gì cũng là may mắn rồi, cô rất là may mắn rồi. Hoa hậu toàn cầu 2019 Thục Anh, dạ, đã đem may mắn về cho cô một thông tin cực kỳ bổ ích và cực kỳ choáng. Đó chính là cô nhận được giải nhất của chương trình. Xin chúc mừng được cô ạ. Và một tràng pháo tay thật lớn là cho cô đúng không ạ? Và cô có muốn nói gì với tất cả mọi người không ạ? Hôm nay là được vinh dự tới khu đô thị của Xuân Hoa, đô thị cũng chuyên làm ở đô thị Tân Phú. Lay xuống dưới đây thì tôi cũng là một người khách đã từng mua một biệt thự ở đây rồi. Mong làm sao công ty của Xuân Hoa cùng với tất cả các đồng sở hữu cùng với công ty Xuân Hoa được phát đạt, phát triển càng ngày càng vững mạnh và nhiều tài nhiều lộc. Cô Xuân Hoa đâu ạ? Cô ấy nói Xuân Hoa là cô chỉ nhìn vào Nguyên Chính thôi.
Vâng, xin chúc mừng cô có được giải nhất của chương trình. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Lê Tâm Phúc, giám đốc chi nhánh miền Bắc công ty cổ phần đầu tư 577 sẽ lên trao giải nhất của phần bốc thăm may mắn ngày hôm nay về tay của cô ạ. Và xin được trân trọng giới thiệu ạ. Và kính mời. Thưa quý vị, chúng tôi xin được thông tin về giải nhất của chương trình, đó chính là một quạt hơi nước. Và vâng, thưa quý vị, mặc dù ngày hôm nay cô rất nhiều lần cô được giải nhất của chương trình rồi, nhưng mà cô lại được sở hữu một chiếc xe Honda City nữa, bởi vì cô là chủ nhân và mua được đồ biệt thự ngày hôm nay, biệt thự trên đồi thủy sản ngày hôm nay. Cô đứng ở số 4. Vâng, vừa nãy có 3 người, bây giờ cô được số 4. Cô lại tiếp tục được may mắn nha. Và xin mời ạ, xin mời anh Phúc ạ. Xin mời anh lại tiếp tục ạ. Vâng. Xin lỗi quý vị, bởi vì là thời tiết nó oi bức quá, nóng quá, cho nên MC Phan Anh nói chính nguyên chính không sai một tí nào. Nói tay này nó lùa sang tay này. Chúng tôi sẽ trao cái quạt này xuống với xe của cô, chứ không phải trao chìa khóa xe. Và cảm ơn cô rất nhiều, con xin lỗi cô nhé. Con xin lỗi cô rất nhiều, xin cảm ơn. Thưa quý vị, và như vậy là phần bốc thăm may mắn buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta đã tìm ra được 10 chủ nhân từ giải 3, 5 chủ nhân được giải nhì và 1 chủ nhân được giải nhất ngày hôm nay. Và phần thưởng vừa rồi cũng đã khép lại lễ ra mắt về dự án biệt thự đồi thủy sản buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể quý vị khách quý. Chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi ở khắp mọi miền tổ quốc trở về đây dự buổi lễ ra mắt ngày hôm nay. Kính chúc tất cả quý vị sức khỏe, gia đình hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Xin chào, tạm biệt, trân trọng cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời các quý vị, chúng ta hãy cùng di chuyển đến phía dưới để tham quan đồi biệt thự của chúng tôi. Và sau đó ban tổ chức của tôi thay mặt cho ban lãnh đạo của đồi thủy sản sẽ mời quý vị có cách chúng ta hãy dùng cơm tại phía dưới ạ. Vâng ạ, xin mời quý vị ạ.